Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một cái hành trình mà ba giai đoạn của cái người giảm cân, đốt mỡ ai cũng phải trải qua. Đây là ba cái giai đoạn mà bất kỳ ai muốn giảm cân, đốt mỡ thành công thì đều phải đi qua ba cái giai đoạn này. Đây là những cái kinh nghiệm mà mình đã áp dụng vào chính bản thân của mình, cũng như là mình tư vấn cho những cái khách hàng của mình đó các bạn. Giảm cân đốt mỡ thành công có, giảm cân đốt mỡ thất bại có, và bất kỳ ai nếu mà đốt mỡ, giảm cân thành công đều đi qua ba cái giai đoạn này. Để mà khi các bạn biết được cái giai đoạn này rồi á, trong cái quá trình mà các bạn đốt mỡ giảm cân á, thì cái con đường của bạn trở nên hanh thông hơn rất là nhiều. Trên cái con đường mà các bạn đốt mỡ giảm cân thành công đó, thì nó có những cái khó khăn nào, nó có những cái vấp ngã nào mà các bạn thường hay mắc phải, để mà các bạn có thể tránh nó, cũng như là các bạn có thể là vượt qua nó một cách dễ dàng, một cách an nhiên nhất ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề hành trình ba giai đoạn trong cái quá trình các bạn đốt mỡ giảm cân nha các bạn. Cái giai đoạn đầu tiên á, thì mình sẽ đặt tên cho nó, đó là giai đoạn ước mơ và hy vọng. Tại sao là ước mơ? Thì nó như thế này nè các bạn. Khi mà các bạn mới bắt đầu cái hành trình mà các bạn giảm cân, các bạn bắt đầu cái hành trình mà các bạn đốt mỡ đó, thì có phải là các bạn đều mang trong mình á, là nếu mà mình giảm được 10kg, 20kg thì chắc là mình cũng đẹp lắm nhỉ, đúng không? Rồi ví dụ như là trai mê, gái mê, hay là nếu mà mình đốt được cái lượng mỡ thừa trên cơ thể của mình á, thì mình sẽ có một cái thân hình đồng hồ cát, sexy, đó là con gái. Hoặc là như với đàn ông á, thì khi mà mình đốt được cái lượng mỡ này rồi á, thì mình sẽ có một body fitness 6 múi, kiểu vậy đó các bạn. Ở cái giai đoạn đầu tiên đó thì đúng là như thế thật, là các bạn cảm thấy là cơ thể của mình á, mới bắt đầu tập luyện á, mới bắt đầu áp dụng cái chế độ mà ăn uống hợp lý đó, thì các bạn sẽ thấy là cơ thể của bạn thực sự giảm cân và thực sự đốt được mỡ. Các bạn cảm thấy là trong cơ thể của mình nó đầy hy vọng. Mình mới bắt đầu tập luyện và mình giảm được vài kg rồi nè, mình đã đốt được khá là nhiều mỡ rồi nè. Các bạn nghĩ trong đầu á, một cái tương lai không xa là 3-4 tháng nữa thôi, mình sẽ có một cái body cực kỳ là đã, một cái body cực kỳ đáng mơ ước. Khi mà chúng ta bước qua cái giai đoạn đầu tiên á, là cái giai đoạn ước mơ và hy vọng á, chúng ta đã đốt được cái lượng mỡ kha khá rồi, chúng ta đã giảm được một số cân nặng rồi á, thì chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn mà cơ thể chúng ta giảm cân ở những nơi dễ giảm nhất và đốt mỡ ở những nơi dễ đốt nhất. Nhưng khi mà các bạn bước qua cái giai đoạn thứ hai đó, thì cơ thể chúng ta bước qua một cái giai đoạn mới, đó là cơ thể chúng ta lúc này còn lại những cái nơi khó giảm cân nhất và những cái cục mỡ khó đốt nhất. Đây là cái giai đoạn mà các bạn cảm thấy là đùng một ngày các bạn cảm thấy là cơ thể của bạn không giảm được cân nữa, các bạn cảm thấy là cơ thể của bạn á không đốt được mỡ nữa, thì đây là cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai này á thì tùy vào mỗi người. Có người á thì sau 1-2 tháng thì các bạn đã bước qua cái giai đoạn thứ hai, nhưng có những người á thì sau 3-4 tháng thì mới bước qua cái giai đoạn thứ hai. Nhưng ai cũng phải bước qua cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn chững cân không đốt được mỡ. Khi mà các bạn chững cân, các bạn không đốt được mỡ đó, thì các bạn sẽ tự hỏi bản thân mình rằng là ủa tại sao vậy ta, tại sao á mình cũng luyện tập rất là chăm chỉ, mình vẫn ăn uống một cách lành mạnh, thậm chí là mình đã cắt giảm một lượng calo nhiều hơn so với đợt trước nữa, nhưng tại sao mình vẫn không đốt được mỡ, tại sao mình vẫn không giảm được cân? Các bạn tự hỏi bản thân mình rất là nhiều. Có thể là các bạn lên mạng, các bạn hỏi Google cũng không thể trả lời cái câu hỏi này cho các bạn. Các bạn không thấy kết quả, các bạn không giảm được cân, các bạn không đốt được mỡ, thì các bạn sẽ chuyển từ trạng thái hy vọng qua thất vọng. Đây cũng là một cái giai đoạn mà rất nhiều người bỏ cuộc trong cái hành trình này. Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhìn thấy được tương lai. Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhìn thấy được cái kết quả trong cái quá trình mà họ luyện tập ở cái giai đoạn thứ hai này. Ở cái giai đoạn thứ hai này đó, thì mình nhận thấy rằng là có ba
cái tình huống xảy ra. Thứ nhất á, là có một số người nha, người ta không biết được cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn mà cơ thể chúng ta bị chững cân, cũng như là bị chững, không đốt được mỡ. Thì người ta, dù rằng người ta bực bội, như người ta thất vọng, nhưng người ta vẫn kiên trì tiếp tục luyện tập, thì người ta cũng vượt qua được cái giai đoạn thứ hai này. Cái trường hợp thứ hai đó là nếu mà bạn có kinh nghiệm luyện tập rồi đó, thì khi mà các bạn bước qua cái giai đoạn thứ hai này á, thì các bạn cảm thấy là ô, giai đoạn thứ hai này là giai đoạn chững cân, giai đoạn chững không đốt được mỡ thôi, bình thường, thì các bạn cứ vui vẻ các bạn luyện tập. Còn một cái người nữa đó là cái người mà khi họ không nhìn thấy được tương lai, họ không biết được là cái kết quả ra làm sao, thì họ lại bỏ cuộc. Và cái trường hợp người thứ ba này cực kỳ đông. Các bạn có thể là so sánh cái giai đoạn thứ hai này nó giống như là cái câu đó là cá chép khóa rồng vậy các bạn. Khi mà con cá chép á, nó bắt đầu khóa rồng á, thì nó sẽ phải vượt qua vũ môn, đúng không? Mà khi con cá chép mà nó vượt qua vũ môn á, thì cái hành trình mà con cá chép vượt qua vũ môn á, thì nó sẽ phải bơi từ sông, đúng không? Nó bơi từ sông ra biển. À, nó ra biển cả rất là đơn giản. Nó bơi cái vèo từ sông ra biển cả. À, trên cái hành trình mà bơi từ sông ra biển cả thì tương đối là thuận lợi. Nhưng khi mà nó bắt đầu vượt vũ môn để nó hóa rồng á, thì nó phải nhảy lên. Nó phải nhảy lên và đập vào cái vũ môn này và nó rơi rụng xuống. Đập vào cái vũ môn này nó rơi rụng xuống. Đập vào cái vũ môn này nó rơi rụng xuống. Và rất là nhiều con cá chép trong cái quá trình vượt vũ môn này không thể vượt qua, bởi vì mất hy vọng, bởi vì không có niềm tin vào tương lai. Và trong cái quá trình cá chép vượt vũ môn á, thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất ít con cá chép đủ kiên trì, đủ niềm tin, đủ cái kiên gan bền chí để có thể là vượt qua được cái vũ môn, mà đa phần là những con cá chép sẽ thất bại ở cái giai đoạn là vượt vũ môn này. Thì cái giai đoạn mà các bạn bị chững cân, không giảm được cân, cũng như không đốt được mỡ ở cái giai đoạn thứ hai này, cũng giống như con cá chép vậy. Chúng ta cần phải nỗ lực luyện tập, chúng ta cần phải kiên gan bền chí. Mặc dù khi mà các bạn nhìn ở tương lai, các bạn sẽ thấy là tương lai nó mù mịt, hiện tại vẫn không giảm được cân, hiện tại vẫn không đốt được mỡ. Nhưng nếu bạn kiên gan bền chí ở cái giai đoạn này, thì bạn sẽ là con cá chép vượt được vũ môn để có thể hóa rồng. Đây là cái giai đoạn nếu mà bạn muốn giảm cân thành công, muốn đốt mỡ thành công, muốn có một body đáng mơ ước, thì bạn phải vượt qua cái giai đoạn thứ hai này. Gọi là cái giai đoạn khó nhất trong cái hành trình này luôn đó các bạn. Có rất là nhiều người bỏ cuộc ở cái giai đoạn thứ hai này. Thực ra là họ bỏ cuộc không phải là họ thiếu cái quyết tâm, không phải là họ thiếu cái sự kiên trì, mà họ bỏ cuộc là bởi vì họ không nhìn thấy được tương lai. Họ không biết rằng là cái giai đoạn thứ hai này á, là cái giai đoạn mà họ cần phải nỗ lực rất nhiều. Cái giai đoạn thứ hai này á, họ đang bước tới một cái giai đoạn đó là đốt những cục mỡ cực kỳ cứng đầu và khó đốt nhất, và giảm cân ở những nơi cực kỳ cứng đầu và khó giảm cân nhất. Thì mình có một cái câu thần chú cho các bạn với hai từ mà thôi, đó là hãy lì đòn, lì đòn nha các bạn. Ở cái giai đoạn này thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình đó là phải lì đòn. Mình nhắc đi nhắc lại cái từ này. Và khi mà các bạn đủ lì đòn đó, thì bạn sẽ vượt qua cái giai đoạn thứ hai này thôi. Và nếu mà bạn nào á, mới bắt đầu tập luyện á, thì mình nói một cái điều như thế này, đó là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi. Đó là chuẩn bị là bạn sẽ bước qua cái giai đoạn thứ hai này đó. Còn nếu mà bạn nào đang ở cái giai đoạn thứ hai này, thì xin chúc mừng các bạn. Đó là các bạn cần phải lì đòn ha. Cái giai đoạn thứ ba thì có tên gọi đó là hưởng thụ và tiếp tục. À, tại sao mình lại nói là hưởng thụ? Bởi vì á, khi mà chúng ta đã vượt qua cái giai đoạn thứ nhất, vượt qua cái giai đoạn thứ hai, thì chúng ta đã giảm được cân mơ ước, chúng ta đã có thể là giảm được mỡ mơ ước rồi, thì lúc này cái body của chúng ta trở nên ngon hơn, đẹp hơn, sexy hơn, trai mê gái mê rồi, thì chúng ta lúc này hưởng thành quả sau cái quá trình miệt mài các bạn luyện tập và ăn uống lành mạnh. Nhưng ở cái giai đoạn thứ ba này, các bạn vẫn phải tiếp tục tập luyện, vẫn phải ăn uống lành mạnh. Mặc dù là nó không khắc nghiệt như
như cái giai đoạn thứ hai. Nhưng cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà gọi là cái sự kỷ luật lên ngôi. Bởi vì á, mình nói một cách nôm na đơn giản thôi, như bản thân mình chẳng hạn, bây giờ thì mình có một cái thân hình body chuẩn fitness 6 múi đúng không? Nhưng á, mình thử ngừng luyện tập là khoảng 1 tháng, ăn uống một cách kém lành mạnh, thích gì ăn đó, nhậu nhẹt, bia rượu, thì sau 1 tháng á, thì chắc chắn là cơ thể của mình nó sẽ bắt đầu đi xuống rều rã rất là nhiều. Bởi vì á, cái cơ bắp của chúng ta này, cái sức khỏe của chúng ta này, nó có được tốt, nó có được duy trì bền vững hay không, nó dựa vào cái việc mà các bạn kỷ luật mỗi ngày. Và ở cái giai đoạn thứ ba này á, thì nếu mà bạn đi tới nó được rồi thì mình xin chúc mừng các bạn. Nhưng để mà giữ được nó đó thì chúng ta vẫn tiếp tục kỷ luật bản thân, vẫn tiếp tục ăn uống lành mạnh. Như thế tới đây á, thì có một số bạn sẽ hỏi rằng là ủa, không lẽ tôi phải luyện tập cả đời à, tôi phải nỗ lực mãi vậy sao? Thực lòng mà nói á, thì cái hành trình mà các bạn luyện tập, cái hành trình mà các bạn ăn uống lành mạnh, cái hành trình để giữ cho body của bạn luôn luôn fitness, khỏe mạnh, đẹp, là một cái hành trình mà nó không có đích đến. Và mình thường hay nói một cái câu, đó là cái người thành công nhất trong cái hành trình này không phải là cái người tập luyện mau lên cơ nhất, không phải là cái người giảm cân nhanh nhất, không phải là cái người trong một cái khoảng thời gian đốt mỡ hiệu quả nhất, mà cái người thành công nhất là cái người có thể đi dài nhất trên cái hành trình này. Cuối cùng đó là thông tin ngoài lề, nhưng mà nó rất liên quan đến cái chủ đề của ngày hôm nay. Đó là nếu mà bạn nào đang muốn đốt mỡ, tăng cơ mà không biết là có một cái sản phẩm nào hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cơ đốt mỡ hiệu quả hơn, thì các bạn có thể là đến ngay với cái sản phẩm Soy Protein. Soy Protein á, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn đốt mỡ nhanh hơn, hiệu quả hơn, và hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cơ trong cái quá trình các bạn luyện tập cũng như là sau cái buổi luyện tập, để giúp cho cái việc mà các bạn đốt mỡ, giảm cân, tăng cơ hiệu quả hơn trong cái hành trình các bạn luyện tập ha. Các bạn có thể là đặt hàng cái sản phẩm của mình qua website, fanpage cũng như là số điện thoại của mình. Tới đây á, thì mình nghĩ rằng là cái video của mình cũng chia sẻ là cũng khá là đủ ý rồi. Mình hy vọng là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho các bạn hôm nay đó, thì sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn luyện tập, trong cái quá trình mà các bạn giảm cân, đốt mỡ cho bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn một buổi chiều luyện tập nhiều năng lượng. Chào các bạn.